Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy cũng đã về rất là nhiều những sản phẩm xe qua sử dụng. Thì đây là một trong những mẫu xe mà mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Thì Huy sẽ dành vài phút giới thiệu đến các chị và các bạn mẫu xe này. Đây là xe sử dụng cho gia đình 2019 số tự động các bạn. Thì một chiếc xe số tự động thì sử dụng cho gia đình mình chạy. Một chiếc xe khá là rộng rãi các bạn, Innova mà 8 chỗ. Thì về chất lượng của chiếc xe thì bên Huy đã kiểm tra hết rồi, không có bất kỳ lỗi gì cả. Thì Huy sẽ đi một vòng giới thiệu phần ngoại thất cũng như là về phần nội thất bên trong cho các chị và các bạn xem nha. Xe thì đèn sáng bóng nha các bạn. Thì đối với cái phiên bản 2019 này thì đã được trang bị tới 7 túi khí rồi. Còn chất xe thì các chị và các bạn xem qua từng chi tiết. Hầu như ngoại thất là còn nguyên bản khá là nhiều. Huy quay cái phần vỏ xe cho các chị và các bạn xem nha. Đó, gai còn rất là dài luôn. Một mẫu xe 2019 số tự động màu trắng. Thì đối với những cái sản phẩm mà của Toyota Hiroshima Tân Cảng thì luôn cam kết về chất lượng cho các chị và các bạn rồi, không bị râm đụng, không bị ngập nước, động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rã đại tu nha. Đây vỏ sau bên trái. Gầm nhún thì quay cho các anh chị và các bạn xem luôn. Vỏ xa cua chưa chạm đất luôn nha. Đó, gầm nhún còn rất là đẹp luôn. Các chị và các bạn mua những chiếc xe này về thì mình sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Mình chỉ việc lái về đi thôi và không lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Màu trắng ha, rất là dễ chạy luôn. Có camera da, cảm biến da đầy đủ. Đây, phiên bản 2.0G. Xe thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ nha các bạn. Có bất kỳ lỗi gì thì các chị và các bạn cứ việc đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành. Sơ lược về phần ngoại thất cho các chị và các bạn xem. Thì đó, xe mới lái về thôi thì các chị và các bạn có thể thấy được về màu sơn rất là đẹp và hầu như là không có một vết trầy xước gì cả. Bên Huy chủ yếu về là làm maru đánh bóng lại thôi. Các chị và các bạn xem qua phần ngoại thất rồi có gì thì cứ liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các chị và các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem về phần nội thất bên trong nha. Đây, nội thất các anh chị và các bạn xem qua nha. Đây là phần tapi cửa. Đó. Tapi cửa cũng khá là ok. Đây, ở bên trong thì ghế đã được bọc da. Ở dưới sàn thì có lót simili sàn nha các bạn. Đây là những cái tấm lót chân bằng cao su. Da xịn, mềm. Ngồi rất là sướng luôn. Đây, ở phía sau. Đó, dãy ghế phía sau đây các bạn. Rộng rãi. Ở trên trần thì có cái dãy đèn màu xanh dương. Đó, vào buổi tối nó ánh lên cái màu rất là đẹp nha các bạn. Đó, dãy đèn nó sẽ kéo dài từ vị trí này qua. Xe thì sử dụng số tự động rồi, hai cửa gió điều hòa dành cho cái dãy giữa và có hai dãy hai cửa gió điều hòa cho ở phía sau nữa các bạn. Còn đây là cái khay đựng đồ ăn ở phía sau. Mình đi mà mình muốn sử dụng đồ ăn thì mình để, mình bật cái khay lên mình sử dụng. Khá là tiện. Nó chứa tới được 10 kg lận. Đó, còn keo trùng thì đầy đủ ha, nguyên bản, nguyên vẹn. Khá là ok. Còn đây, ghế. Đó. Bên Huy thì mới lái về và đang được bộ phận dịch vụ sắp xếp vô làm marukuri lại, dọn dẹp cho xe nó sạch, vô lăng mọi thứ, này tắp lô. Xe thì có trang bị DVD, hệ thống điều hòa thì chế độ auto tự động, có chế độ eco power đầy đủ nha các bạn. Thì những cái sản phẩm này thì không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới, vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ. Cho nên là các chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Đó, động cơ. Đó, bình ắc quy. Mọi thứ. Đây.
những cái khung xương này các bạn xem qua, mọi thứ là còn nguyên bản hết. Đây, capo thì keo trùng thì còn nguyên bản hết luôn ha. Thì chiếc xe này đang được Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy chào bán với giá chỉ là 765 triệu thôi nha các bạn. Một chiếc xe số tự động sử dụng cho gia đình khá là ok. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Thì chiếc xe vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ 5.99% trên năm. Và hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy cũng đã về rất là nhiều những cái sản phẩm xe quay sử dụng. Các chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thích hợp thì nhắn vào nút đăng ký kênh để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các anh chị và các bạn xem qua. Nếu như mà cảm thấy xe hợp với nhu cầu của gia đình mình thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị và các bạn. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.